cánh đồng rau muống xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ở ấp 6, công việc hàng ngày của họ là bào rau, đóng bịch. Và đây là khâu quan trọng nhất để giữ cho rau xanh tươi lâu. Thứ nước màu xanh này được hòa ra từ một loại bột màu không rõ nguồn gốc. Hàng trăm kg rau muống bào đều được nhúng vào đây trước khi đóng gói mang đi giao ngoài chợ với giá rẻ nhất 5.000 đồng 1 kg. Rau này có thậm chí có để ngày hôm trước người ta bán không hết ấy, để hôm sau người ta trộn lại vẫn được cơ mà. Còn rau kia mình mà để qua một hai đêm thì chỉ có vứt đi thôi. Sau khi xem xét chất bột màu dùng để pha nước nhúng rau, bác sĩ Trần Văn Ký, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam cho biết, đây là loại phẩm màu công nghiệp, tuyệt đối không dùng chế biến thực phẩm. Nếu rau ngâm hóa chất công nghiệp chứa nhiều kim loại nặng như thế này, người sử dụng nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng.